Giá lợn hơi ngày hôm nay lại tiếp tục tăng trở lại tại hầu hết các địa phương trên cả nước và quay trở lại mốc 80.000 đồng một kg. Hưng Yên là địa phương có giá lợn hơi đang dẫn đầu cả nước với 82.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ngày hôm nay tăng từ 1 tới 4.000 đồng một kg tại hầu hết các địa phương. Lào Cai tăng mạnh nhất 4.000 đồng một kg lên mức 80.000 đồng một kg. Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam với mức tăng từ 2.000 tới 3.000 đồng một kg lên 80.000 đồng một kg trong hôm nay. Đáng chú ý, Hưng Yên tăng 1.000 đồng một kg so với ngày hôm qua và lên 82.000 đồng một kg, cao nhất cả nước. Hiện dưới ngưỡng 80.000 đồng một kg còn có Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Ninh Bình thu mua từ 77 tới 78.000 đồng một kg. Với mức tăng nhỏ giọt chỉ 1 tới 2.000 đồng một kg, nhưng nhiều địa phương khu vực phía Nam cũng đã quay trở lại mốc 80.000 đồng một kg như Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang. Dưới mốc này có các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đang thu mua từ 78 tới 79.000 đồng một kg. Hiện giá lợn toàn miền dao động trong khoảng 78 tới 82.000 đồng một kg. Mức tăng nhẹ 1 tới 2.000 đồng một kg cũng được ghi nhận tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hiện giao dịch trong khoảng 78 tới 80.000 đồng một kg. Thưa quý vị, đẳng sâm hay khổ sâm được xem là những dược liệu quý trong y học cổ truyền phương Đông, thường được sử dụng để chữa bệnh hay làm thực phẩm tăng cường sức khỏe của con người. Với suy nghĩ là tốt cho người thì đương nhiên sẽ tốt cho vật nuôi. Một lão nông tại Nam Định đã mạnh dạn đưa những loại thảo dược này vào để làm ra loại cám thảo mộc cho lợn. Nhờ vậy mà lợn ít bị dịch bệnh và chất lượng thịt thì cũng thơm ngon hơn, giá cao hơn 10.000 đồng một kg so với sản phẩm cùng loại ngoài thị trường. Không để quý vị phải đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng ghé thăm mô hình nuôi lợn đặc biệt này ngay sau đây. Hỗn hợp bột đằng sâm, thảo quả, kim ngân hoa cùng nhiều loại nông sản. Đây chính là những thành phần nguyên liệu để sản xuất ra loại cám đặc biệt cho lợn tại mô hình của ông Nguyễn Văn Thục, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đây là cái kim ngân hoa. Dây kim hoa này mình nuôi trồng từ tự nhiên tại trang trại. Cái nguyên là tác dụng của nó là thải độc. Đây là thảo quả và hoặc là sâm khổ sâm, tức là tăng cường đường tiêu hóa và kháng khuẩn cho con vật nuôi. Thì mà ăn con lợn nó sẽ bổ sung cho con lợn nó những cái bộ protein thiết yếu mà rất là hiệu quả, chứ trong cái bộ protein là nguyên liệu từ tự nhiên mà để nó sạch, không bị nhiễm chất bơ như còn là như chất bảo quản được cái chất kích thích nào trong môi trường mình đưa vào, nên toàn nguyên liệu tự nhiên hết. Theo ông Thục, giá bán các loại thảo dược như đẳng sâm, khổ sâm, kim ngân hoa trên thị trường không quá đắt, chỉ vài chục ngàn đồng một kg, thậm chí người dân có thể dễ dàng tự trồng được. Chi phí nuôi lợn bằng thảo dược tương đương với nuôi bằng cám thông thường, tuy nhiên đòi hỏi người nuôi nhiều công sức hơn. Nhưng bù lại chất lượng thịt thơm ngon hơn, giá thành tiêu thụ cao hơn thịt ngoài thị trường khoảng 10.000 đồng một kg. Nếu mà thịt bên ngoài họ nuôi để mà tăng gia mà bán sản phẩm để mà lợi nhuận cao thì người ta không ai nuôi kiểu này cả. Ta nuôi để mà 3 tháng rưỡi 4 tháng ta bán nó lợn một tạ. Nhưng con lợn này nuôi một tạ phải tầm 6 tháng, hơn tạ phải tầm 7 tháng. Chỉ dù cái nuôi lợn rất là lâu, cám thì chi phí không nhiều, chỉ mất thời gian là mất tiền điện là nó mất công dân nuôi thôi. Ngoài được ăn ngon, ăn bổ, những chú lợn tại đây cũng sẽ được ông Thục bật cho nghe những bản nhạc du dương mỗi sáng thức dậy. Mình chuyên mà dùng cái nhạc nhẹ thôi. Thứ hai là mình làm từ thời điểm từ 7 giờ đến 11 giờ. Để con lợn nó sản xuất, nó không bị tiếng động, bị ảnh hưởng với cái ảnh hưởng môi trường bên ngoài, con lợn nó không bị sốc, trong nhiệt nó bị chết. Mình cũng tìm hiểu anh em bạn bè, cũng nhiều người làm, mình thấy như đây mình làm như bảo như vậy nó hiệu quả, thấy là con lợn nó không bị sốc, bị đột ngột, sốc đột ngột, mình có thể mình tiếng động nó cũng có thể nó rồ lên hoặc là nó ảnh hưởng con lợn. Nhờ quy trình chăn nuôi độc đáo có 102, sản phẩm thịt lợn từ trang trại của gia đình ông Thục được thị trường ưa chuộng. Mỗi ngày gia đình ông cung cấp khoảng 3 con lợn đến các cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh. Sau khi trừ chi phí chăn nuôi, mỗi tháng gia đình có lãi cả 100 triệu đồng.
Thưa quý vị, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 45 bè nuôi cá bớp thương phẩm trên diện tích hơn 11 ha với hơn 200.000 con cá bớp được thả nuôi mỗi năm. Những ngày gần đây thì thời tiết nắng nóng khiến cho gần 1.000 con cá bớp thương phẩm nuôi bằng lồng bè trên biển của ngư dân Lý Sơn đã chết bất thường, với ước tính thiệt hại gần 160 triệu đồng. Theo đó thì cá bớp chết có trọng lượng khoảng 2 kg một con, tập trung ở 4 bè nuôi. Cách đây 3 tuần, hơn 12.200 con cá bớp thương phẩm có trọng lượng từ 500 g đến 5 kg một con, tập trung ở 10 bè nuôi cũng chết bất thường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, lấy mẫu nước, gửi chuyên gia xét nghiệm xác định nguyên nhân cá chết. Kết quả cho thấy do thời tiết nắng nóng, dòng chảy thấp nên cá thiếu oxy cục bộ dẫn đến chết hàng loạt. Để tránh cá lại chết thì người nuôi cần di chuyển bè đến vùng nước sâu trong những ngày nắng nóng diện rộng, tránh khu vực nước bị ô nhiễm và nhiều tàu thuyền neo đậu, đồng thời thường xuyên vệ sinh lồng bè sạch sẽ. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu mùa lũ 2020 đến nay thì lượng mưa trên lưu vực sông Mekong thiếu hụt từ 30 đến 40% so với nhiều năm, dòng chảy ở mức rất thấp. Biển hồ Campuchia, nơi cung cấp nguồn nước quan trọng cho đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô thì mới trữ được gần 9 tỷ mét khối, thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 23 tỷ mét khối và thấp hơn năm 2019 là 2 tỷ mét khối. Dự báo năm 2020, đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vào mùa khô, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cần nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn ở hiện tại và tương lai. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long rà soát, đánh giá thực trạng công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt để lập bản đồ trực tuyến cảnh báo hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nơi cấp nước sinh hoạt phù hợp với từng vùng, bản đồ nhằm xây dựng kế hoạch cấp nước, hạn chế thiệt hại. Các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là ở khu vực thường xuyên hạn hán, xâm nhập mặn, phổ biến kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm. Nhà chức trách cần hướng dẫn cách tính toán, xác định lượng nước tưới cần thiết cho các vùng có nguy cơ bị xâm nhập mặn, có giải pháp cấp nước theo hộ gia đình và tập trung, vận động tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ. Ngoài ra, hàng loạt giải pháp khác được đề ra như việc nạo vét kênh, rạch, đào ao, đào giếng, đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn mặn, đẩy nhanh xây dựng công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là công trình giữ nước ngọt, kiểm soát mặn. Theo chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm theo dõi diễn biến và dự báo chuyên ngành về nguồn nước, chất lượng nước và xâm nhập mặn, kịp thời cảnh báo các địa phương và người dân vùng ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cung cấp bản tin, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long, diễn biến xâm nhập mặn, thu nhập thông tin về nguồn nước và điều tiết các hồ chứa thủy điện ngoài lãnh thổ Việt Nam để dự báo ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, do các đập đầu nguồn sông Mekong trữ nước làm thủy điện và lượng mưa ở hạ nguồn sông Mekong xuống thấp, mà cả năm ngoái và năm nay, mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đều về muộn và thấp hơn nhiều so với những năm trước. Vâng ạ, một vài tuần qua thì nước lũ cũng đã về đến nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng khi mà con nước tràn đồng, thì những ngày này nước lũ ở đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp lại rút đột ngột. Xuồng ghe, dụng cụ đánh bắt cá nằm trơ trọi trên đất giữa cánh đồng khô cạn. Hiện tượng lũ dị thường năm nay khiến cho người dân vùng đầu nguồn cảm thấy hụt hẫng và lo lắng trong những ngày mưu sinh sắp tới. Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự. Chỉ cách đây hơn 10 ngày, cánh đồng xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã ngập trắng xóa nước. Nơi ngập sâu nhất là 40 cm. Thế nhưng hiện nay, cánh đồng này lại khô cạn do lũ rút ngược từ đồng ra sông. Tại vì hôm trước gầm tháng 7 đó, nước nó gồng nó dâng cao chút, bây giờ nó vô nước kém đó, nó giật lại. Thì măng lúa mất xịt cỏ tốn tiền chi phí dữ lắm. 40 tuổi tới giờ là không thấy năm nào như năm nay. Tại các cống xả, nước lũ thay vì từ các con kênh, rạch chảy vào ruộng thì nay nước chảy hoàn toàn ngược lại. Đối với người dân nghèo đầu nguồn, mùa lũ là mùa quan trọng để kiếm kế sinh nhai. Chuẩn bị, đợi chờ, thế nhưng năm nay, mực nước thấp và rút nhanh khiến không ít người hụt hẫng. Hôm nọ thì nước về là cao lên khoảng 7-8 tấc. Giờ bà con ở đây thì dùng này thì câu lưới, mùa nước câu lưới, chờ lũ về câu lưới. Giờ bây giờ đồng ngọn bây giờ nước giật xuống khô đồng hết trơn, bà con cũng thất vọng khoảng không có làm được nữa. Con số thì bà con lưới ra về nhà, cuốn về nhà đi làm hồ, giờ đi bắt ốc này kia rồi đủ thứ chân đi đồng mướn, đó chờ lũ về đặng chuẩn bị xuống là lưới là nữa. Không chỉ người dân làm nghề câu lưới hụt hẫng
mà những người nông dân trồng lúa cũng lo lắng không kém. Những tưởng năm nay, diện tích đất trồng lúa được xả lũ lấy phù sa, cắt đứt mầm bệnh, tiêu diệt dịch hại. Nhưng nước lũ lại rút đột ngột, một số diện tích đất Gò Cao còn chưa được ngập nước. Nước đang lên tự nhiên giờ rút trở lại thì tôi cũng không biết như thế nào. Nếu nước không có thì cũng gặp bất lợi nhiều lắm. Không có nước không giết được những cái gốc gạ đó, không phân hủy được. Điều thứ hai nữa là chuột bỏ rất là nhiều. Nước không có về thì chắc phù sa nó không có, gặp nhiều cái bất lợi lắm. Theo dự báo, nguồn nước vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới tại các trạm thuộc khu vực Đồng Tháp 10 có xu thế tăng với cường suất trung bình 2,7cm một ngày và biến đổi theo chiều. Hy vọng nước lũ sẽ quay trở lại, tràn vào các cánh đồng để người dân vùng đầu nguồn có thể kiếm thêm thu nhập, tranh trải cuộc sống trong những tháng mùa nước này. Còn đối với người dân làm lúa, hơn 9.000 hectare diện tích xả lũ năm nay của huyện Hồng Ngự đang trông ngóng từng ngày có nước tràn vào đồng để giảm chi phí sản xuất cho vụ sau.